về qua quê hương Tiên Lãng lưu danh thuộc Lào Tiến Vua. Bao đời này nơi đây nức tiếng thơm ngon thịt cầy thui rơm, nếp hoa vàng đại thắng, lại thêm có trứng vịt Bắc Hưng được biết đến vì nấm luôn tươi ngon. Bình Bảo ơi ai chôn điêu xuống hôm sau lại đào lên ngay, thuộc Lào quê bao năm gắn bó nông dân thật thà hăng say, nem chân giò thật ngon lại thêm dưới tháng 10, Vinh Phong còn chuyên nấu hậu đông bánh trôi ngon.